đến số thiết bị nó phải trùng cái mã bảo hành giống nhau nè các bạn ha. Chúng ta mua đồ hãng và cái phiếu này là phiếu bảo hành ở ở thị trường Việt Nam mà các bạn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại trở lại với channel của Thiên Vũ. Thì với video lần này là mình sẽ khui hộp một sản phẩm của Spol. Và cũng như giới thiệu, cũng như cái video này cũng đã giới thiệu rồi, thì đây là một dòng sản phẩm Amplify. Nó là thuộc tích hợp một cái Ampli thông minh, chúng ta có thể điều khiển qua smartphone hoặc chúng ta phù hợp cho những căn nhà thông minh xây dựng về hiện đại, hệ thống âm thanh background đồ các kiểu, nhưng mà với chất lượng âm thanh nghe tốt và hay chất lượng nhá, thì chúng ta sẽ chọn những dòng cao cấp như thế này. Còn cái sản phẩm này Thiên Vũ cũng đã bán khá nhiều bạn rồi. Thì bây giờ cái sản phẩm này hiện tại đang có mức giá là 4,5 triệu các bạn ha, 4,490,000. Thì sản phẩm đây nó cũng đây là gọi là dòng Satis Wireless Link. Thì nó là cũng một là thiết bị chuyển đổi Bluetooth cũng như chuyển đổi không dây. Thì cái bộ này thì các bạn có thể có một bộ dàn karaoke hay là một dàn nghe nhạc mà chúng ta chỉ là volume vài nút thôi, mà chúng ta muốn biến nó thành một bộ dàn thông minh á, thì chúng ta có thể tận dụng một chiếc Wireless Link thế này. Thì chúng ta sẽ biến cái bộ dàn hai em chúng ta thành một cái có một cái sụt nhạc điều khiển thông minh từ xa, thì nó rất là hữu ích. Vấn đề là chúng ta sẽ áp dụng vô cái vấn đề gì, thì cái này các bạn sẽ liên hệ đến Thiên Vũ, mình sẽ tư vấn các bạn sau. Về còn khả năng Bluetooth thì video vừa rồi mình cũng đã giới thiệu các bạn rồi, khả năng nó cực kỳ ổn định và cái tiếng đầu ao âm thanh của sản phẩm này là cực kỳ tốt nhất ở thị trường, mà hiện tại bây giờ Vũ vẫn chưa biết sản phẩm nào tốt hơn sản phẩm này, vì mình cũng đã bán và mình đã trải nghiệm rất là tốt cho sản phẩm này rồi. Đó, cái này mình sẽ giới thiệu sau. Thì về tính năng thì nó cũng sẽ như con này, nhưng mà con này thì nó là sẽ có công suất ở bên trong đây luôn đó các bạn ha. Rồi mình bỏ nó vào bên đi, mình cùng các bạn khui. Và hôm nay mình sẽ khui và mình sẽ mở cho các bạn nghe thử chung với lại một chiếc loa âm trần mà mình đang đi làm cho khách, đó là dòng loa Paradigm của Canada. Và đây là hàng nhập khẩu nguyên chiếc ha các bạn ha. Và mình sẽ dùng cái con này mình phối ghép. Các bạn có thể dùng chiếc Ampli này chúng ta phối ghép với những cái loa âm trần phổ thông cũng được, nhưng mà nếu mà đã xài cái âm ly của Bo với chất lượng âm thanh đầu ra đã tốt rồi thì chúng ta nên chọn một cái sản phẩm nào tương ứng với nó, đẹp trai giống như nó. Để mình mở ra các bạn cùng coi. Cái này thì hiện tại cái sản phẩm này thì Thiên Vũ cũng đã thấy chú Mai Nguyên cũng đã làm video này rồi, nhưng mà mình muốn làm lại, mình làm cận cảnh, làm một kiểu cách khác để mình test cho các bạn từ mở hộp cho đến là cách setup như thế nào, và mình test luôn cả cái loa âm trần của mình luôn. Đây là hàng mới 100% các bạn ha, mình khui ra cho các bạn luôn cho các bạn coi. Và sản phẩm chắc chắn đồ hãng thì phải có phiếu bảo hành của hãng rồi. Ở đây, đây là phiếu bảo hành của hãng các bạn ha. Đây là phiếu bảo hành, số series trùng với lại số thùng hàng nhập. Đây các bạn thấy ha, số series mình sẽ trùng với lại AE 73737 AE đây các bạn ha, trùng ha. Và lát nữa cái máy bên trong cũng phải trùng cái số series luôn đó. Khi mà chúng ta mua hàng mới, chúng ta mua hàng nhập thì nó sẽ được những cái quyền lợi đó. Thứ hai là sản phẩm mà có giấy tờ đàng hoàng đầy đủ thì chúng ta sẽ được thưởng được một cái chính sách bảo hành ở tại thị trường Việt Nam. Còn sách tay thì đôi khi chúng ta có những tỷ lệ xui, chúng ta nhầm ngay sản phẩm bị lỗi, tại vì đồ mới chứ đâu khi nó cũng bị lỗi mà các bạn, thì chúng ta sẽ bị mất trắng hả. Đó, do chúng ta quyết định. Còn đây là cái phiếu hướng dẫn sử dụng. Đây các bạn có thể quay hộp này, là mình sẽ khui nó có những gì. Đây là một cái tờ giấy mình để mình bán về chai. Còn đây là cái hộp, nó sẽ có để chữ các cuốn sách hướng dẫn, và nó hỗ trợ rất là nhiều thứ tiếng nên nó rất là dày hả các bạn ha. Đó, Spol Satis SA5 ha. Và còn đây là cái mút trứng gà. Cái mút này để lát nữa mình đập trứng gà mình bỏ vô. Rồi, và đây là sản phẩm của chúng ta. Và trong cái sản phẩm này đi kèm, các bạn cũng sẽ lưu ý là nó sẽ cho chúng ta là các dây nguồn điện adapter. Thì nó rất là nhiều loại dây nguồn, thì chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta xài theo mô hình ở Việt Nam. Còn nó cho chúng ta là cái kiểu, tại vì sản phẩm này sợ sản phẩm thương mại quốc tế nên là nó sẽ hỗ trợ, nên chất lượng tất cả đều giống như nhau cả, không có cái nào gọi là châu Á Việt Nam cả ha các bạn, lưu ý. Và cái thậm chí dây nguồn chúng ta cũng có số email nữa hết, rõ ràng hết. Và đây là cái bát để chúng ta treo ha, chứ chúng ta phải treo tường cũng được đó. Nhưng mà mình không lấy mấy này ra tại vì cái này mình không có cần tới. Lát nữa mình lấy dây nguồn của mình xài mất công.
Cùi, hàng mới, Zin, Max Zin. Đó, các bạn thấy đây là Bose Status XA5, một âm ly thông minh của Bose. Bản thân âm ly những cái sạn, những cái dòng mà âm thanh như thế này thì ở thị trường nó cũng có nhiều thương hiệu khác rồi các bạn ạ. Nhưng mà thật ra cái vấn đề ở đây mình đặt ra để một sở hữu được một sản phẩm mà để chúng ta bỏ một số tiền lớn như thế này, nó chính là cái chất âm đầu ra, tức là cái sự bán dẫn tín hiệu ra nó có chất lượng hay không. Như là bạn mua một cái âm ly giống như vậy, tính năng cũng giống vậy, nhưng mà chất âm bass ra nó tối hù à, độ nảy nó không, hay là cái bán dẫn tín hiệu nó không tốt, thì nó sẽ ra những cái lo bạn gắn tốt đi mấy thì nó cũng không ok cả. Nói chung là giống như nguyên tắc chúng ta không có số 1 thì các bạn không thể nào đếm số 2 được cả. Thì các bạn hãy xử lý từ cái đầu, thì cái đây là cái đầu tiên, đây là số 1. Sau đó chúng ta sẽ xử lý tới cái lò, chúng ta sẽ chọn lò phù hợp cho cái đầu này. Đó, đây thì nó là thiết kế hoàn toàn là bằng nhựa nhẹ hiệu các bạn. Hiện tại sản phẩm này đang có mức giá là 14.790, mà chỉ bằng nhựa không à. Tất cả 100% bằng nhựa. Các bạn muốn mình mổ ruột không? Nhưng mà thôi tốn tiền quá, không mổ đâu. Rồi, vào đây thì các bạn nãy thấy cái mã, cái phiếu bảo hành của mình đã để thì số email, số phiếu cũng như là số thùng cũng cho đến số thiết bị nó phải trùng cái mã bảo hành giống nhau nè các bạn ha. Chúng ta mua đồ hãng và cái phiếu này là phiếu bảo hành ở thị trường Việt Nam mà các bạn. Không có cái phiếu này các bạn có xách tay về đi thì các bạn cũng sẽ gửi về nước ngoài, các bạn tự bảo hành hoặc là các bạn phải bỏ. Thì chỉ có vậy thôi. Chứ hãng sẽ không nhận sửa cái này đâu. Khi mà các bạn không mua thì phải thị trường Việt Nam. Đó là cái giá mà tại sao một phần mà bô ở thị trường Việt Nam giá đôi khi nó cao hơn ở nước ngoài, thì vì vấn đề là nhập khẩu thuế của Việt Nam mình đánh khác mọi nước khác, giá mình không hề cao đâu các bạn. Ở bên Úc cái về ngành điện tử cái thuế còn cao hơn cả mình nữa cả, nên các bạn đừng có thắc mắc về những vấn đề đó. Rồi còn đây là chúng ta sẽ được hỗ trợ, chúng ta sẽ chơi được 4 loa lột LR, đúng rồi, là cộng trừ cộng trừ, rồi chúng ta sẽ đánh được 4 loa ha các bạn ha. Chúng ta sẽ đánh được 8 ohm cho hai cái. Rồi ok, nó đơn giản thôi. Và đây là cái đầu input nè các bạn, đây là cái đầu input. Thì input thì tức là chúng ta có thể cắm một cái đầu karaoke vô đây, hay là mình cắm một cái sụt nhạc gì đó vô đây. Còn đây là ngõ internet để chúng ta cắm về màn để chúng ta link với điện thoại. Còn đây là hai ngõ input đầu vào, thì input này và ngõ ba ly nữa. Thì cái ngõ này thì các bạn có thể setup hoặc chúng ta có thể chuyển đổi ngõ ở ngay tại cái chiếc phone của các bạn luôn. Còn đối với cái này là cái ngõ setup chúng ta để cập nhật firmware, thì ở Bose thì họ cập nhật firmware qua web hết, qua trình duyệt hết, nên cũng rất là sướng, chúng ta không cần phải download gì cả. Ok, năm nay là chỉ vậy thôi. Và đây là cái ký hiệu của sản phẩm. Ở đây nút nguồn chỉ có vậy thôi. Giờ mình sẽ cắm điện và mình sẽ kết nối với lại một chiếc lo Paladin của Đức. Mình sẽ cùng Thiên Vũ chúng ta nghe cái chất âm nó như thế nào. Ok, và đây là một chiếc lo âm trần của thương hiệu Paladin. Đây là hàng của Canada. Và cái dòng series này là chính là dòng H65R. Size khá nhỏ, nó có một size lớn là H80. Đó, các bạn sẽ tham khảo. Rồi mình khui ra đi. Để rồi kêu dây điện có thể kéo qua xa được không? Qua đây các bạn, mình sẽ mở quay xem. Thì trong đây nó có một quyển sách của nhà hàng. Đó. Sẽ mở thôi. Và đây là cái tấm mà để chúng ta lấy nó ra và sau đó chúng ta dùng cái viết chúng ta phát âm trần. Đó, chúng ta phát âm trần. Và tại sao các bạn biết những chiếc lo này nó có mức giá rất là cao không các bạn? Tại vì những chiếc lo này nó mang một chất âm khác so với những chiếc lo âm trần mà những căn nhà, những căn hộ hoặc là những tòa nhà họ đa phần là những dùng chiếc lo âm thường, đa phần họ dùng để thông báo thì nhiều và ít khi mà họ dùng nó để nhu cầu nghe nhạc. Thì sản phẩm này hiện tại là được do Nguyễn phân phối ở thị trường Việt Nam các bạn ha. Và để mời các bạn cùng xem từ trong ra ngoài đến cái chiếc lo, thì ở đây là những cái tụ phân tầng của sản phẩm đó. Và đây là những cái mắt kẹp để chúng ta kẹp cái trần á, chúng ta xoắn cái vít đây, chút mà mình giờ Vũ sẽ hướng dẫn các bạn đó. Và đây là cái mã đây đó, mình thấy đó. À, các bạn thấy ha. Rồi ok, các bạn thấy cái đó màng lưới cái đó.
nó chỉ đơn giản thôi. Và cái mặt nó thì nó sẽ không để thương hiệu, tại vì nó màu của nó là màu trắng thôi các bạn ha. Tại vì nó tránh trường hợp là để, nói chung là lem nhà đó. Chứ nếu mà để logo cũng được, nhưng mà để logo thì khi lem nhà các bạn đó. Còn này chúng ta sẽ lại lấy nó ra, rất là nhẹ, nó giống như có 500 hit vậy đó. Và những cái mút này đây, đây là cái màn lo của cái dòng Paladin đó các bạn. Đây là lo strap, đây là dãy âm bass và chung đó các bạn thấy ha. Và những cái cục cao su mềm như thế này là để cản cái miếng lưới lại, khi mà phát ra âm thanh nó sẽ không có độ ma sát cọ sát với nhau, để tránh trường hợp để mà nó bị tạo ra cái tạp âm rè 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 hay gì đó. Đó, các bạn thấy về cái phần lo thì mình thấy thiết kế cũng rất là đẹp các bạn, nhìn rất là sang. Rồi về cái thiết kế ở cái những xung quanh, các bạn nhìn sơ các bạn nghĩ nó là nhựa, nghĩ nó là chỉ là nhựa thông thường thôi, nhưng mà các bạn thấy, để bạn hay mời bạn cameraman quay gần lại giúp mình. Cái nhựa nó thiết kế kiểu sần sùi như thế này á, bản thân bình thường chúng ta người tiêu dùng ta chỉ nghĩ đơn giản thuần nó chỉ là một cái nhựa thiết kế cho đẹp, nhưng bản thân là nó đã có tính toán trong cái vấn đề âm thanh ở trong đó, để nó có thể là tán âm hoặc là nó xử lý để nó cản âm như thế nào, để tạo ra khi mà đến tai của người nghe nó sẽ tốt nhất có thể đó, chứ nó không làm trơn quá. Thì cái này là tùy hãng, mỗi công nghệ và mỗi cách làm của hãng khác nhau. Và ở phía dưới này nó cũng có một cái mút thông, có thể là mình nghĩ là để tiêu âm được. Cái bên trong đây các bạn thấy cái bên đây nè, một mút bông gòn đó, ở ngay con giữa các bạn thấy không, đây dẫn các bạn xem để nó tiêu âm nó sẽ tốt đó. Đó, đơm nha thì nó chỉ là vậy, và lo thì dây lo chúng ta sẽ led dry cộng trừ đây thôi đó các bạn. Rồi chỉ có như vậy thôi đó các bạn, nôm na là một lọ trần đơn giản như vậy. Giờ mình sẽ mở cho mọi người cùng nghe. Rồi, đèn đã lên rồi, mình bắt đầu mình tải áp các bạn thấy. Đây. Bắt đầu mình tải áp. Mình sẽ vô cái App Store và mình tải một ứng dụng của hãng Yours App Store. Xin lỗi mọi người, mình đang chế độ máy bay sợ qua đang quay phim đó. Okay. Xin lỗi mọi người. Rồi, okay. Các bạn chỉ cần gõ spo thôi, nó sẽ rất là nhiều thứ. Trời ơi. Okay. Bow. Đó, Bow Connect nè. Chúng ta sẽ tải Bow Sound Test thôi các bạn ha. Rồi, mình sẽ mở vì mình đã tải rồi các bạn ha. Thì nó sẽ quét lên một sản phẩm này. Đó, thì nó sẽ tự động nó check và nó update và nó tìm kiếm. Rồi mình sẽ dùng qua Wi-Fi, nhưng mà hiện tại Wi-Fi mình chưa có kết nối được. Rồi, mình sẽ bật Bluetooth. Này mình sẽ hướng dẫn các bạn, khi mà cắm điện mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối nha. Các bạn chỉ cần cắm điện nó lên, chúng ta làm theo hướng dẫn, bấm Bluetooth bật lên. Sau đó chúng ta đã bật Bluetooth lên rồi đúng không? Các bạn làm theo hướng dẫn. Giờ chúng ta sẽ bấm Continue. Đó. Các bạn chờ nó sẽ quét. Bạn chờ tí xíu. Đó. Thì ở đây khi mà các bạn quét thì các bạn thấy là chữ Thiên Vũ 5G ở đây là thấy chưa? Và nhiệm vụ chúng ta sẽ điền cái password ở đây. Vì ở đây cái với dòng Spo Sautot rất là hay ở chỗ với là khả năng công nghệ là có thể kết nối Wi-Fi 5.0, là kết nối cực kỳ ổn định. Đó, mình sẽ điền password vô. Đó, đây các bạn ha. Rồi mình bấm Connect. Rồi. Các bạn thông cảm nha, tại vì fanpage khách trả lời đồ nên các bạn thông cảm với mình, nên nó hơi bị kêu liên tục. Đó, mình đang kết nối wifi và đèn ở đây đang chớp rồi các bạn. Các bạn thấy không? Sau khi các bạn thấy có khi mà các bạn đã kết nối wifi xong thì nó sẽ chọn, các bạn yêu cầu chọn khu vực các bạn đang ở, thì chúng ta sẽ chọn Việt Nam thôi ha các bạn ha. Đó các bạn, khách nhắn tin nhiều nên nó spam nhiều quá nha các bạn. Chưa? Mình sẽ nhiều quá. Kéo cho quốc nhanh đây. Đây Việt Nam sắp tới rồi bạn. Chữ V. Đây Việt Nam, mình sẽ chọn Việt Nam. Đó, và mình sẽ tạo một tài khoản ở tài khoản Gmail của mình. Các bạn có thể không tạo cũng được, nhưng mà theo mình. Mình... rồi, con
lòng trên nhau thôi. Chúng ta đồng ý những chính sách của Bow là mình đang tạo account. Các bạn chỉ cần đưa email mật khẩu là được, còn ngoài ra những thứ còn lại chúng ta sẽ điền thông tin sau để chúng cho nhanh. Chúng ta mình sẽ bắt đầu lên nút xịt. Mình có iPad, mình có mắt đồ chúng ta xài hay là một Apple chúng ta xài cũng khá là ngon. Mình update speaker. Ok. Rồi, các bạn chờ xíu mình sẽ update các sản phẩm này vì đây sản phẩm mới. Thì ví dụ như ở trên hệ thống đám mây mà có những bản nâng cấp như thế nào á, thì sản phẩm này sẽ khi mà có internet rồi họ nó sẽ tự động nó download và cập nhật những tính năng mới nhất cho mình, hoặc những cải thiện về coi như là chất âm hay là những cái cân chỉnh của nhà hàng. Giờ chúng ta sẽ chờ một xíu để cho nó cập nhật update. Các bạn thấy thì mình đã kết nối xong và nó đã update, tại vì sản phẩm mới thì update thì nãy mà đã nó rồi. Bây giờ mình sẽ chọn cái nguồn sụt mà để mình mọi người chậm xíu. Mình sẽ chọn nguồn này là XA5, mình setup, các bạn thể setup ở đây nè. Đó, bát như thế nào các bạn có thể set up ở tại đây. Đó, bát tại mắt hoặc định không nè, các bạn thấy nó hay cộng không? Đó. Rồi các bạn có thể bật Bluetooth nè, hoặc không, chúng ta có thể là cái ngõ input và chúng ta có thể set up 1 2 3. Nó là bao gồm là hai ngõ input và AV và một ngõ của dành 3.5. Các bạn có thể set up cho nó. Rồi, giờ mình sẽ nhiệm vụ mình chỉ là việc là mình đi nghe nhạc thôi, mình không check update nữa. Việc mình là sẽ sử dụng bằng ứng dụng Spotify và mình nghe nhạc luôn. Mình là khóa rất là khóa cô Tiết Loan. Cô này thì cô hát cái nhạc ra với lại cái bản phối hay lắm. Mạng có hơi chậm nha. Rồi. Đó. Đó các bạn thấy không? Hiện tại là nó đang nghe trên điện thoại của mình. Bây giờ mình muốn chuyển qua loa thì làm thế nào? Thì mình chỉ cần bấm chỗ Spotify, chọn SA-X5 và mình nghe thôi. Các bạn thấy nè. Tôi đi giữa hoàng hôn, khi anh chiều buông, khi nắng còn vương. Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài, mà lòng mình thấy u hoài. Tôi thương nhớ ngày qua trên bến hoàng hoa, thấy những thương xa, thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười, mặt dày sửa thắm mong đợi. Dù cho mưa gió cho nắng, dù cho sương khói mịt mờ, niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai. Nhớ, nhớ, nhớ đêm nào trên bến tiệm sao, hai đứa nhìn nhau không nói như thầm mơ ước, ước mơ dao dao, như thầm hẹn nhau mùa sau. Giới thiệu cũng như đã review các bạn xong về cái mô hình này. Thì ví dụ các bạn sử dụng sản phẩm này, ví dụ chúng ta có khoảng 4-5 căn phòng gọi là hiệu ứng multi room dành cho các căn nhà thông minh, thì các bạn có thể ứng dụng sản phẩm này. Chúng ta có thể nghe mở cho con chúng ta ở một phòng ngủ nghe một bản nhạc của thiếu nhi, và ở phòng khách chúng ta sẽ một bản nhạc khác hoàn toàn độc lập, và chúng ta có thể cân chỉnh volume cùng nhau, hoặc là chúng ta có thể biến cả một cái tòa nhà chúng ta nghe cùng một bài hát cùng với nhau, âm lượng chúng ta tùy chỉnh.
Thì ở đây các thầy có thể thấy là các bạn có thể áp dụng vào những căn nhà thông minh thì rất là hay. Và thường thường nhà thông minh thì mình thấy đa phần người ta nhờ những cái giải pháp ốp thông minh đó, những bên đơn vị điện thì họ làm loa, đa phần làm loa thông thường thì nhiều, thị trường rất là nhiều, nhưng mà ít gặp thấy khách nào mà gọi là một sự đầu tư gọi là âm thanh mà âm trần mà nghe nhạc mà có chịu chất lượng âm thanh tốt và hay á, thì mình thấy là ít. Nhưng mà vẫn có các bạn vì Vũ đi làm nhà cho khách á, những anh chị tự nhập về luôn, mấy anh chị sử dụng loa rất là xịn sò, nên thì Vũ nghe thì Vũ thích quá, nên bây giờ mình đang muốn tham gia cái lĩnh vực này, nên thì Vũ đang tìm những dòng loa nào chất lượng xịn, âm đi fry đâu nào nó thật là ok nhất để mình đưa về, mình cũng giới thiệu cũng như là mình sẽ làm cái những cái lĩnh vực này cho khách hàng của mình. Các bạn thấy video này hay hữu ích thì cũng đừng quên ủng hộ Thiên Vũ một like nha, và để lại comment đánh giá các bạn nghĩ gì về sản phẩm này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye.